Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Mùa bóng đá nam Olympic 2020 có thể xem như một World Cup 16 đội, nơi mà các nền bóng đá từ khắp châu lục khắp nơi tranh tài một danh hiệu cao quý nhất của bóng đá trẻ, phẩm huy chương vàng Olympic. Không chỉ là nơi để những cầu thủ trẻ tranh tài, Olympic còn là nơi để chúng ta làm quen với những cái tên đầy tiềm năng của bóng đá trong tương lai, như Messi của năm 2008, hay xa hơn là Faustino Asprilla của Olympic 1992 trên đất Tây Ban Nha. Vậy, ở Olympic Tokyo lần này, những tài năng nào có giá trị cao nhất, hoặc có những điểm nào đặc biệt để được đánh giá cao như vậy? Sau đây là câu trả lời. Pedri, 80 triệu euro. Là một cầu thủ có chiều cao khá tốt, 1m74, Pedri có thể hoạt động ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng đôi khi anh có thể hoạt động ở cánh. Dù sở hữu một thân hình khá khiêm tốn, nhưng Pedri lại có được sự cân bằng và khả năng đi bóng tốt. Một điểm khác cũng rất đáng quan tâm ở Pedri đó là nhãn quan chiến thuật cũng như khả năng chuyền bóng của anh, vốn xuất phát từ việc Pedri là một cầu thủ thiên về tấn công. Ngoài khả năng đưa bóng dâng cao tốt, tiền vệ 19 tuổi còn cho thấy khả năng sáng tạo, làm cầu nối, giúp anh trở thành mối hiểm họa khi có bóng cũng như khi mất bóng. Ngoài ra, Pedri còn cho thấy khả năng lùi về và tần suất hoạt động cực cao khi phòng ngự, dù thi đấu một vị trí thiên về tấn công. Thêm vào đó, những pha pressing khá quyết liệt cùng với những pha tắt bóng chuẩn mực. Thời còn chơi cho Las Palmas, Pedri có thể thi đấu vị trí tiền vệ công hoặc hai cánh. Còn khi chơi tại đội U17 Tây Ban Nha, Pedri thường được xếp đá vị trí cánh. Trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-2, thậm chí là 4-1-4-1, vai trò của Pedri luôn bền vững. Thông thường, anh sẽ hoạt động ở vị trí cánh trái, một vị trí phù hợp với khả năng đi bóng nhanh bằng chân phải của mình. Hoặc Pedri có thể chuyển qua vị trí tiền vệ tấn công trong cùng một trận đấu, điều mà anh thường xuyên làm. Có thể nói, khả năng chuyền bóng xuất sắc cùng sự điêu luyện đã giúp Pedri thực hiện tốt vai trò của một chân kiến tạo. Khá bất ngờ cho Pedri, ở một vài thời điểm của mùa giải anh thi đấu cho Las Palmas, thời điểm Pedri được Barcelona đặt vào tầm ngắm, anh đã cho thấy được mình có kinh nghiệm cũng như sự trưởng thành về mặt chiến thuật, một điều rất hiếm gặp ở những cầu thủ cùng lứa tuổi. Có lẽ nhờ những điều kể trên mà Pedri đã được gọi lên tuyển Tây Ban Nha từ rất sớm. Cụ thể là ngay ở kỳ Euro 2020 vừa kết thúc, kỳ Euro mà Pedri cùng Tây Ban Nha vào đến bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Italia, và Pedri cũng ẵm luôn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, vì được gọi lên Olympic chỉ vài ngày sau đó sẽ rất có thể khiến cho thể lực của Pedri bị bào mòn, một mối lo mà câu lạc bộ chủ quản Barcelona sẽ phải chú ý trong thời gian tới. Mikel Oyarzabal, 70 triệu euro. Dù được xếp ở vị trí kèo trái của đội tuyển Tây Ban Nha, Mikel Oyarzabal lại không hẳn là một kèo trái theo đúng kiểu truyền thống. Khi chơi tại Real Sociedad, Oyarzabal thường hoạt động tự do hơn các kèo trái thông thường. Bởi lẽ, anh có thể sử dụng vị trí cánh của mình để ngoặt vào trong, sau đó gây ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội, hoặc anh có thể lùi về để thi đấu như một tiền đạo cắm. Nói cách khác, anh chính là những gì tốt nhất của La Real. Thống kê cho thấy, chỉ sau 4 trận ở mùa giải vừa qua cho Sociedad, Mikel Oyarzabal đã ghi được 7 bàn và 4 kiến tạo. Có thể thấy, dù vẫn còn rất trẻ, anh chỉ là chân truyền chính và là thủ lĩnh tuyến giữa của Sociedad. Dù không có những đặc điểm thường thấy của các cầu thủ cánh như khả năng bứt tốc nhanh, Oyarzabal vẫn được bù đắp khả năng chuyền bóng tốt, tần suất hoạt động cao, cũng như khả năng hoạt động ở bất kỳ đâu trên hàng tiền đạo. Những điều kể trên chắc chắn sẽ khiến anh được các đội bóng ở Premier League, đặc biệt là những đội bóng trong top 6 quan tâm trong tương lai. Nếu phải lựa ra một tình huống cho thấy rõ bản năng sát thủ của Mikel Oyarzabal trước khung thành đối phương, chúng ta có thể nhìn vào bàn thắng của anh ở trận gặp Croatia. Cụ thể, sau khi Dani Olmo có được bóng ở khu vực giữa sân, tiền vệ của Leipzig thực hiện một đường căng ngang như đặt cho Mikel Oyarzabal. Lúc này đã bứt tốc vào đúng vị trí tạt bóng của người đồng đội. Nhiệm vụ của anh lúc này chỉ là thực hiện một cú ra chân thẳng vào khung thành. Một bàn thắng đã thể hiện rõ nhất cảm quan chiến thuật sắc bén của tiền đạo đã khoác áo Sociedad. Franck Kessié, 55 triệu euro. Có thể nói, với một cầu thủ trẻ như Franck Kessié, việc có được một bộ kỹ năng phù hợp cho việc thi đấu vị trí tiền vệ con thoi thực sự là một điều đáng nể. Dù anh chưa thể dâng cao từ hàng tiền vệ rồi ghi bàn nhanh chóng như Yaya Touré thời đỉnh cao vẫn thường làm, Franck Kessié vẫn cho thấy anh gần như tiềm cận với người đàn anh từng chơi cho Barcelona. Thậm chí, anh còn vượt xa người đàn anh của mình về mặt phòng ngự. Điểm mạnh lớn nhất của tiền vệ người bờ biển Nga chắc chắn là thể lực,
cùng với khả năng che chắn cực kỳ tốt, điều khá giống với Paul Pogba. Ngoài ra, Frank Kessié chưa từng chịu thua trong bất cứ cuộc đấu tay đôi nào trên sân. Ngoài những khả năng kể trên, Kessié còn cho thấy khả năng tạo cầu nối với các tiền đạo dâng cao, cùng với đó là khả năng nhận diện khoảng trống ở các vị trí quan trọng, sau đó thực hiện các pha đập nhã với đồng đội để dâng cao vào đúng khoảng trống anh đã định sẵn, qua đó phá vỡ hoàn toàn đội hình phòng ngự đối phương. Với việc Brazil đang dần trở thành một trong những chiến thuật cần thiết của các câu lạc bộ tại châu Âu, đặc biệt là ngoài hàng Anh, chắc chắn tiền vệ của đội tuyển Olympic bờ biển Nga sẽ được những câu lạc bộ tại Premier League để mắt trong tương lai. Richarlison, 55 triệu euro. Là một tiền đạo trái thuận chân phải, Richarlison thường xuyên có những cú cut inside từ cánh trái, một điểm khá giống với Arjen Robben, sau đó thực hiện những cú ra chân sóng xét bằng chân phải. Kể từ khi chuyển đến Everton, đặc biệt là dưới thời Carlo Ancelotti, chúng ta càng được thấy khả năng này đã giúp Richarlison nhiều như thế nào. Ngoài khả năng ngoặt vào trong cực tốt, Richarlison còn cho thấy khả năng phối hợp với các tiền đạo khác rất tốt thông qua các pha phối hợp chuyền bóng trực diện và liên mạch nhằm mở khóa hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của Richarlison vẫn là tìm ra cơ hội xuất bóng rồi sau đó ra chân, một nhiệm vụ mà anh làm rất tốt. Có thể thấy rõ điều này qua việc tiền đạo người Brazil chính là cầu thủ có nhiều cú sút trung bình một trận cao hơn bất kỳ ai trong hai mùa giải đầu. Tuy nhiên, trong hai mùa giải vừa qua, Richarlison chỉ có được 26 bàn từ 177 cơ hội ngon ăn, đạt tỷ lệ chuyển hóa thành bàn chỉ là 15%, một tỷ lệ khá thấp ở Premier League. Dani Olmo, 50 triệu euro. Trong trận đấu gặp Croatia tại vòng 16 euro, cái tên duy nhất cảm thấy buồn khi phải đối mặt với đội bóng sập Caro chính là Dani Olmo, người thường được gọi vui với các cổ động viên của đội bóng thuộc Nam Tư cũ, là một gã Croatia sinh ra tại Tây Ban Nha. Có thể nói, cái tên Dani Olmo đã trở thành cái tên gây được ấn tượng nhiều nhất và để lại nhiều tiếng nuối nhất trong lòng các cổ động viên Croatia, đặc biệt là các cổ động viên Dinamo Zagreb. Đội bóng ở Dani Olmo đã thi đấu suốt 5 năm, nhận được 5 danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp cùng với đội bóng giàu thành tích nhất của Nam Tư cũ, sau này là Croatia. Chính vì lẽ đó mà huấn luyện viên Zlatko Dalic đã khẩn cầu Liên đoàn bóng đá Croatia đem tiền vệ này về với đội bóng Socaro, bởi lẽ nếu để vụt mất anh vào tay của người Tây Ban Nha, chắc chắn Liên đoàn bóng đá Croatia sẽ là những người ân hận nhiều nhất. Đúng như lời tiên tri của Dalic, Dani Olmo chính là cái tên đã gieo sầu cho chính Croatia ở trận đấu thuộc vòng 16 Euro vừa qua với một pha tạt bóng cực kỳ chính xác cho Mikel Oyarzabal kết liễu trận đấu. Một bàn thắng như để chứng minh Zlatko Dalic cũng như Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là đúng như thế nào. Tuy nhiên, cũng giống như Pedri, chắc chắn vì phải kề ải quá nhiều cùng với đội tuyển quốc gia, rồi sau đó là đội tuyển Olympic, có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên thành tích cũng như lối chơi của anh ở Bundesliga năm nay trong màu áo Leipzig. Paul Torres, 50 triệu euro. Có thể nói, mùa giải vừa qua chính là mùa giải đại thành công với Paul Torres. Đầu tiên, anh giúp Villarreal kết thúc ở vị trí thứ 7 La Liga, một vị trí chấp nhận được với một đội bóng tầm trung. Nhưng trên hết, đó là việc anh cùng với tàu ngầm vàng vô địch Europa League sau khi đánh bại Manchester United, một trong những thành tích nổi bật nhất của Villarreal trong hơn 21 năm của thế kỷ 21, đặc biệt là ở cấp độ châu Âu. Để nói về Paul Torres, chúng ta có thể kể đến điểm mạnh lớn nhất, đó là khả năng xử lý bóng. Dù mới 24 tuổi và đang bước vào mùa giải thứ 2 cùng với đội 1, trung vệ trẻ đã cho thấy anh cầm bóng và di chuyển bóng tốt như thế nào qua những pha dâng cao tấn công, những điểm mạnh rất cần ở một trung vệ hiện đại. Ngoài khả năng cầm bóng tốt, Paul Torres còn cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng khả năng chuyền bóng đỉnh cao, thứ khiến anh trở thành vũ khí tối thượng trong đội. Cụ thể, Paul Torres chính là nhân tố chính trong các pha dàn xếp tấn công của Villarreal, sau đó phá vỡ thế pressing của đối phương. Ngoài ra, trung vệ 24 tuổi còn cho thấy có thể thực hiện các đường chuyền vượt qua các cầu thủ pressing bên phía đối phương để đến được các cầu thủ đồng đội ở hàng tấn công, một khả năng rất cần thiết ở một trung vệ phát động bóng, một trung vệ đang ngày càng phổ biến ở bóng đá châu Âu những năm gần đây. Chắc chắn, với những cái tên xuất sắc và đắt giá đã nêu ở trên, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một kỳ Olympic mãn nhãn, chẳng khác nào World Cup. Một kỳ Olympic được xem là bản lề, những tài năng sáng giá nhất được sinh ra ở thế kỷ 21 của cả châu Âu lẫn thế giới. Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts.
some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Beautiful.